Hello, chào tất cả các bạn nha. Mình vừa nhận được cái đơn hàng từ trên Lazada các bạn. Cái này là cái mấy cái CV cốc các bạn. Mình mua ở đây nó có ghi nè các bạn thấy không? Tổng số tiền là 125.000 nha. CV cốc Nhật Bản 20A. Này số lượng 5 cái ha, rồi với mấy cái mũi dít cũng mình cũng mua trong chung cái shop luôn ha. Tại mình cũng cần đó các bạn, rồi sẵn cho nó giảm được miễn phí vận chuyển ha. Tổng đơn hàng là 125.000. Ở đây nó có ghi cái câu này các bạn. Nào giờ mình đặt cũng hàng trăm đơn hàng rồi mà mới thấy cái shop này nó ghi: anh giao hàng thân mến, cảm ơn anh, vất vả cho anh quá. Vị khách này vô cùng quan trọng, phiền anh mang theo nụ cười phục vụ quý khách này và đối đãi nhẹ nhàng với gói hàng này nhé. Xin chân thành cảm ơn anh. Nãy giờ mình đặt mua cũng nhiều rồi các bạn. Thấy cái shop này kiểu người ta kỹ á. Người ta muốn phục vụ khách hàng tốt các bạn, nên ta ghi cái câu này ha. Rồi giờ mình sẽ khui bên trong cho các bạn xem thử nha. Cái gói hàng này thì được niêm phong, đang được niêm phong các bạn. Giờ mình sẽ khui ra nha. Đây phía sau ít dễ khui, mình sẽ khui nha. Đây các bạn ơi, có cái miếng chống sốc nha. Rồi 5 cái CB. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái CB, 2 cái mũi dít. Rồi xong các bạn ơi. Shop này cũng rất là kỹ lưỡng nha các bạn. Đây có tờ giấy gì ở đây. Cảm ơn anh chị về đơn hàng này. Rất mong nhận được sự góp ý từ anh chị để shop ngày càng hoàn thiện hơn, trang trọng. CB này chỉ có 24.000 cái à các bạn, 24.000 vậy đó. Được tặng thêm một cái hộp nữa nha. Làm y chang như đồ mới luôn nè. Đồ của Nhật các bạn. Đồ Nhật bãi á, người ta tháo tủ á. Chất lượng nó còn cũng êm lắm. Thì mình sẽ tháo được cái cho các bạn xem thử nha. Còn mấy cái mũi dít này thì cô shop hình như có tặng thêm cho mình một cái món gì ba ơi, mình đặt có một món à. Shop có tặng một món rồi tặng riêng thêm mình một món nữa nè. Mấy cái mũi dít này hết các bạn. Cái này để trong cái máy khoan cầm tay đó các bạn. Đây, thấy cũng nhỏ gọn ha. 3 mũi. Mũi này thì chỉ có mấy ngàn đồng các bạn. Hình như là 8-9 ngàn gì đó. Đây các bạn, 5 cái ha, nhìn trang như đồ mới luôn. Đó. Cái hộp này nó có ghi cái chữ gì đây các bạn, này cái hộp này nó chung là rất là khích luôn các bạn. Đây mình mở ra thử cái cho các bạn xem. Đồ của Nhật các bạn, nhưng mà cái này là hàng tháo mấy cái tủ á. Mình cũng đã có mua một đợt rồi các bạn, mấy cái này thấy chất lượng tốt lắm. Mình mua cái đây cũng khoảng chừng 2 năm á, thấy chất lượng tốt nên mình đặt mua nó nha. Hai mấy ngàn à. Cái này mà các bạn mua cái đồ mới của Việt Nam hay Trung Quốc, mấy đồ Trung Quốc làm nó không có bằng đâu các bạn. Gạch tới gạch lui nó mau bị gãy hư lắm, với lại cái nhựa nó làm không có tốt á các bạn, nó dễ bị mục lắm. Còn mấy cái này á, công tắc nó gạch rất là êm luôn. Ở trên đây thì cái chỗ dặn dây điện thì nó có, em lấy cái mũi dít nè. Cái chỗ dặn dây điện các bạn, nó có cái miếng nó chịu lại đó, nó ép cái trọng dây lại các bạn. Còn đồ Việt Nam nhiều khi làm á, đây các bạn thấy không? Đó, nó ép cái cọng dây điện lại á. Nó không có bị đứt dây. Còn cái đồ của mấy đồ rẻ tiền mình mua mà 20-30 ngàn cái đó các bạn, đồ mới á, nó không có cái miếng này nó chặn lại, các bạn dặn vô dễ bị đứt dây lắm, đứt mấy đầu dây chưa nè. Đây có ha. Rồi để mình mở từ cái ra mình đo thông mạch cho các bạn xem thử luôn nha. Rồi tất cả 5 cái đây các bạn ơi. Này, như là bật lên là mở nè. Bật lên là mở nè các bạn. Cái chữ tiếng Nhật cái này là mở nè, bật lên nặng tay là mở nè. Đó. Này nó ghi tiếng Anh các bạn, này on off luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đo thông mạch thử các bạn. Giờ là mình đang bật lên các bạn. Các bạn thấy đồng hồ ha, khi nào đưa lên cái đồng hồ nó nhảy lên được là mạch nó đang thông đó các bạn, là không có bị hư á. Rồi các bạn, vậy là lần lượt 5 cái nó đều lên ha. Rồi giờ mình sẽ tắt công tắc nha. Mình tắt hết các bạn, tắt hết công tắc. Rồi mình đo lại thì nó sẽ không có lên nha. Vậy là công tắc nó đang hoạt động tốt rồi. Rồi vậy là ok các bạn ơi. 5 cái này đều công tắc này đều còn hoạt động tốt hết trơn ha. Các bạn nào có muốn mua thì mình sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả nha. Đây là các bạn ơi, cái loại CB cốc này mình mua đợt trước này các bạn. Này cũng mấy năm rồi. Xài cũng rất là tốt các bạn. Này mình dùng để xài cái bơm nước xài motor 12V các bạn, năng lượng mặt trời á. Đây mình xài rất là thường nha.
đó mình bật công tắc rất là thường luôn, mỗi một ngày thì một người tắm hai lần, rồi cả gia đình mình bật lên bật xuống công tắc này rất là thường xuyên luôn, mà nói chung là không có hề hắn gì cho các bạn. Chứ những cái loại công tắc thường bây giờ mới giờ bán 20-30 ngàn, 30-40 ngàn gì đó thì không bao giờ xài bằng đâu nha, dễ bị hư lắm. Đây mỗi lần tắm các bạn bật nước lên cho nó chảy cho nó đẩy thùng á, đó. Đó thì bật tắt rất là thường xuyên nha. Nói chung là đồ của Nhật này thì các bạn xài thường xuyên nó không có bị hư. Rồi clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Các bạn xem clip thấy có hữu ích thì cho mình xin một cái like và một cái đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt các bạn.